Vâng, chúng ta cùng đến với trận chiều thứ 5 thôi. Bài máy xeang đến từ game thủ Trương ES. Vâng, cho Son Seang đối đầu với Hit AC. Vâng, tỷ số đang là 3-1 dành cho đối phương rồi. Vâng, một trận đấu trước là một trận đấu mà đã rất cố gắng để cho cặp đôi của Game TV nhưng không thể bật lại được. Vâng, chắc chắn có một điểm dành cho cặp đôi của Hồng Anh và Chí Đích Công sau vòng đấu này. Bởi mình trong giây lát mình đang tổng kết. Vừa bình luận, vừa dự đoán, vừa up clip, vừa dán clip. Đó chính là vòng phong cách sống của Hải Mario. Có, tối nay mình có bình luận trận MU nha các bạn. Đúng anh. Vâng, trở lại với trận thiếu này. Seang của không được khóc. Đồ ăn cực kỳ nhiều. Nhiều vòi quả phụ các kiểu của con đà điểu. Quả chính còn chưa ăn cơ. Hai voi về rồi. Đây là Chip Boy cầm cho Son. Cũng có hiệu đầu về với nhà chính. Rồi bạn là Hit AC. Và liệu có đánh chém cả hai chém không? Đánh chém và Seang sẽ đánh to ra. Có voi dành cho Son này rồi. Rất may là không chết dần. Đưa nốt mấy con hiệu này về đi. Con hiệu thứ 6 và còn một con hiệu nữa trong bảy hiệu đầu dành cho game thủ Hello Chip Boy với bài cho Son. Ok, hiệu chết rất đẹp. Vâng, clip của chim sẻ đi nắng của U98 thì tôi cũng kiểu viên sẽ up ngay sau đây. Còn clip của Hồng Anh Chí Đích Công thì mình đã up lên rồi. Anh em hết sức chú ý. Đóng S đầu thôi. Bài đôi voi. Hiếu 7. Còn gì ăn thêm nữa thì chúng ta phải chờ đợi. Đang chưa thấy thêm đồ gì ăn cả. Chiếc S đầu dành cho game thủ Hello Chip Boy. Vâng, có SH nhưng vẫn chưa thấy đồ gì ăn. À, như vậy có 7 hiệu đây. Nhắn hiệu sẽ không thực sự khỏe. Tôi cần là cần quả phụ cơ. Vâng, sẻ hôm nay đã đánh xong rồi. Đánh 18 trận thắng 16. Thua 2 trận. Quá bá đạo. Ơ, có voi. Và tự nhiên lại thấy một con voi ở đây. Câu về chiếc BS ăn hiệu này luôn. Có thêm con voi sẽ khiến cho lực của Chip Boy khỏe hơn rất là nhiều trong trận đấu này. Vâng, đã kích đời ở đầu 7 rồi. Câu nốt đôi voi này về. Tăng thêm dần ăn gỗ. Rồi, con voi đầu tiên. Ok, con voi thứ hai luôn. Cả MH đi dò nhà đối phương. Ở đây có đôi voi Chip Boy có thể ăn hoàng nữa. Rất tốt. BB đi em ơi. Đây là BB dành cho game thủ Hello Chip Boy. Khung mặt từ nhà khóc lên. Rồi voi quay đầu luôn. À không. À, có quả phụ ở đây nữa. Lên đời cho ăn hoàng Bắc Bình nhá. Tiếp tục câu voi về chiếc BS ăn hiệu này. BB đã đóng xong. Đây là BM. Và đây là BL dành cho game thủ Chip Boy. Vừa đóng nhà vừa câu voi. Rất nhiều tay. Lượng thử đang dồn lên hơi chậm cho thấy đồ ăn muộn. Rồi, xả thịt câu voi này. Một lát nữa mới có thể kích đời cơ. Ăn luôn vàng ở đây sao? Kích đời. Vâng, cuối 10. Đây là trận thiếu thứ 5.
Tiếp tục cầu voi về để cho thủ Hello Chip Boy nâng công cho ngựa giò. Rồi, ăn vàng. Chú ý phi voi. Ok luôn, đẩy lên nhà của game thủ. Vâng, AC. Đây rồi. Và ngựa Hồng Anh đánh chém. Hồng Anh đánh chém trong trận đấu này với bài cầm AC. Hồng Anh cầm AC đánh chém để cho 9 công đánh cùng. Vẩy e và bắt được con ngựa giò của game thủ Hồng Anh. Tốt. Tình huống lừa tình rất hay đến từ game thủ Hello Chip Boy. Và Chip Boy đang cười rất to bên ngoài. BL2 luôn. Thao tác nhanh. Vậy gieo. Và tiếp tục có con giò nữa dành cho Hồng Anh. Và Hồng Anh đã lên đời trước game thủ Hello Chip Boy rồi. IL sắp đều. Bánh xe. Vâng, không muốn thủ P. Vâng, như vậy là không khóc đẩy T lên. Vâng, chạy vòng tròn để T bắn. Rất mệt với mấy ông thần này. Đây là những con ông dân ăn hoang của cầm AC. Ăn hoang bãi quả này. Dân AC đang chạy đi ăn hoang hiêu như vậy. Đây rồi, đúng là bầy hiêu đang ăn hoang ở đây. Lên xúc thôi. Đang hơi mít em một chút xíu. Chém vào những con nông dân của AC. Lạc đà đang đứng thủ. Và một lạc đà. Một lạc đà đi chơi. Sao phải xoắn nhở. Hai lạc đà. Vâng, ba lạc đà thì phải chạy. Vâng, lạc đà cũng chỉ có công. Ngựa chém của game thủ Hello Chip Boy cũng vậy. Không có giáp. Và đây là bãi quả của người cầm AC. Đang có ưu thế đi công trước người cầm AC đến từ game thủ Hello Chip Boy. Rất tốt. Xem của khóc đến đâu rồi. Đây là game thủ không được khóc. Đang đẩy cả Google lên ốp nhà AC. Cùng với game thủ Hello Chip Boy. Ốp chết Hồng Anh là thắng. Đưa về thế 2-1. Không cửa thua trong trận đấu này. Chấp luôn Hippie. Mặc dù quân tuyển nhưng với việc 2-1 thì kể cả bạn có là hit rồi thì bạn cũng vẫn hoảng như bình thường thôi. Vâng, có kể là hit khí rồi. AC còn chưa bánh xe này thì đánh đấm cây gì. Chết luôn. Cả bãi vàng và cái bãi ăn hoàng. Như vậy là Hitty đẩy một tơn. Đúng rồi, chặn đường đi quân của những thủ không khóc. Nhưng khóc đã lùi lại và có một tơn nữa ra thủ đi. Đây là những thủ Hitty công kiểu gì vào nhà khóc đây. Chú ý kinh dân của người cầm AC kia kìa. Điểm thủ Hồng Anh. Hello Chip Boy, chém đến đâu rồi. Đây là Chip, tham lại 29/40. Và như vậy là Hitty sang cứu nhà cho người cầm AC Hồng Anh. Chứ không phải là đi công sang nhà của game thủ Trường ES. Vậy Trường ES phải đẩy lên ngay. Không biết ông Trường ông đảng đầu phối hợp quân đang hơi kém với được cặp đôi của game TV. Đây là Trường ES. Tham 52/68. Vẫn đang đứng ở đây. Tham thì chắc chắn đè rồi. Quan trọng là dứt điểm trận đấu như thế nào thôi. Đẩy cao lên cho nào, bắn quân đi. Rồi, bắn cung ở người cầm Hitty. Và bắn cả dân của người cầm AC đi. Bây nhiêu quân thì xoắn gì Hitty. Mình bây giờ chấp 2 được rồi. Vâng, cũng là có giáp sợ cái gì nhở. Chặt gỗ 2. Vâng, lạc đà xin lỗi là ngựa chém của Chip Boy đông như nhộng ở đây. Một chiếc BS để ăn gỗ mới. Thích thì ôm chết Hitty luôn cho nó mát. Vâng, Hitty cũng đông nhưng mà tân này đông nên bao nhiêu cho đủ. Thì cũng đi lỗi quân đến từ game thủ không khóc và chết luôn 2 cung R. Đang truy sát theo những con cung R người cầm Hitty. Giết. Đang dàn quân ở ngay trước cửa nhà Hitty. Một tên đứng bắn đục. Khá là ok. Và bây giờ thì Chip Boy đến. Chip Boy đến. Thì tờ Hitty sẽ đỡ thế nào. Nhưng mà Chip Boy cũng có mặt ở đây. Hoặc là xong dần điên cuồng. 63/72. Tiếp tục là bắn vào những con cung R Hitty. Tăng thêm nhà BA thứ 5. Và mặc dù là cung R Hitty nhưng khóc không ngại gần đứng lại chơi luôn. Đẩy lùi được tân quân của Hitty rồi. Tiếp tục là lao vào. Một người đảo một người bắn. Rất đơn giản thôi. Sáu mươi mốt trên bảy mươi sáu. Truy sát theo những con cung R của người cầm Hitty. Chí công đang gặp khó trong trận thế trận như thế này. Còn sao không phải là một cái BC? Sao không phải là một cái BC? Tôi đang thắc mắc điều đó. Vâng, Hồng Anh vẫn chưa quit. Vâng, như vậy là quit rồi. Tỷ số rút ngắn xuống còn 2-3 trong vòng thi đấu thứ 15 cuối đầu của
Chip Boy không được khóc đối đầu với Hồng Anh và Chiến Công. 2-3. Đấy, cùng chờ đợi đến với trận đấu cuối cùng. Liệu có gỡ hòa được hay không?